Bạn đang nghe Từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Điểm chung của tiếp phụ nữ dễ ngoại tình. Cô gái có nhu cầu tình dục cao hơn hẳn chồng, hoặc cô ấy luôn thích chuyện giật gân thì khả năng ngoại tình cao hơn. Dưới đây là những mẫu phụ nữ có khả năng ngoại tình cao hơn bình thường. 1. Cô nàng dễ buồn chán. Một cô nàng hay buồn chán có thể ngoại tình để thêm gia vị cho cuộc sống hoặc giảm bớt sự tẻ nhạt của mình. 2. Người luôn thích chuyện giật gân. Người phụ nữ này sẽ ăn phở vì cảm giác hồi hộp, run rẩy khi làm một chuyện gì đó bị cấm đoán. Cô ấy nhìn nhận việc ngoại tình giống như người khác nhìn về một môn thể thao mạo hiểm. 3. Người từng phản bội mà không bị phát hiện. Một người phụ nữ từng ngoại tình trước đây nhưng không bị bắt lỗi sẽ không hề dây dứt về việc ngoại tình một lần nữa hay phản bội một nửa mới của mình, bởi vì cô ấy tự tin rằng có thể tiếp tục làm việc này mà không bị phát hiện. 4. Người luôn muốn được chú ý. Một người luôn đòi hỏi được chú ý có thể phản bội bạn trai, chồng nếu cô ấy không nhận đủ sự quan tâm từ người đàn ông của mình. Họ sẽ dễ sao lòng trước bất cứ người nào dành cho mình sự nâng niu mà họ cảm thấy mình xứng đáng được nhận. 5. Người trọng vật chất. Một người phụ nữ hám tiền sẽ dễ dàng díu với người đàn ông giàu có vì những thứ vật chất anh ta mang đến cho cô. Cô ấy có thể dễ dàng bị cám dỗ trước các món quà đắt tiền, trang sức, quần áo hàng hiệu, các kỳ nghỉ xa xỉ và những thứ tương tự. 5. Người từng trải trong chuyện chăn gối. Những cô nàng từng có đời sống tình dục phong phú hay từng có nhiều bạn tình trước khi lập gia đình sẽ khó chung thủy với một người đàn ông. 6. Người tự cao tự đại. Với một người phụ nữ tự mãn, bất cứ người đàn ông nào ve vuốt cái tôi của họ cũng dễ dàng đưa nàng vào phòng ngủ. 7. Người muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Nếu cô ấy thích trở thành cái rốn của vũ trụ, người đàn ông khéo nịnh và khiến nàng cảm thấy mình là tình yêu duy nhất của đời anh ta sẽ ghi điểm cao. 8. Người phụ nữ có lòng tự trọng thấp. Một người phụ nữ có lòng tự trọng thấp sẽ dễ bị dụ dỗ bởi những người đàn ông biết phỉnh nịnh, khiến cô cảm thấy tự tin hơn về bản thân. 9. Cô nàng tiệc tùng. Nếu cô ấy luôn thích chỗ đông người, nơi có hội hè hoặc thích đi chơi thâu đêm suốt sáng, lối sống này có thể khiến cô ấy dễ say nắng. 10. Nghiện rượu hay chất gây nghiện. Phụ nữ lạm dụng rượu dễ cắm sừng chồng hay bạn trai bởi vì khả năng kiềm chế của họ thấp và khả năng phán đoán cũng không tốt. Còn người nghiện ma túy thì có thể bán thân để thỏa mãn cơn nghiện. Cả hai mẫu phụ nữ này đều dễ ngoại tình mà không hề nhận ra việc mình đang làm là gì. 11. Mối quan hệ thân thiết với nam giới là một khởi đầu hay gặp ở nhiều cuộc tình ngoài luồng. Sự gần gũi của một người phụ nữ với một người bạn trai đơn thuần dễ trở thành tình nhân, trừ phi anh ta đồng tính. 12. Người có nhiều bạn nữ đang ngoại tình. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sự ảnh hưởng từ bạn bè. Nếu hầu hết những người bạn của cô ấy đang phản bội chồng bạn trai, khả năng nàng cũng lạc lối khá cao. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha. Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!